chúng ta sẽ quan sát cái cách chúng ta để tay nha. Rồi Nguyên để tay lên cho cô nào. Ngón chữ A, tay con sẽ nâng lên. Tay như thế là con để sai rồi. Con sẽ nâng cái mu bàn tay lên. Được chưa? Rồi tay này con cũng phải nâng lên, không có phải ưỡn cái vai của con đâu. Được chưa? Đó, tư thế thoải mái là tay. Được chưa? Và mu bàn tay thì phải cao hơn bàn phím nha. Mu bàn tay phải để cao hơn bàn phím. Rồi các chữ cái, ngón út để vào chữ cái A. Con gõ cho cô đi. Út để vào chữ A. Nháy đi. Nháy. Ngón kế út để vào chữ S. Ngón giữa để vào chữ G. Ngón trỏ sẽ đánh chữ F và đi qua chữ G, rồi trở về lại phím F. Ngón trỏ bên tay phải con sẽ để vào chữ R và có thể đi qua chữ H, rồi trở về lại chữ R. Ngón giữa con sẽ đặt ở chữ K. Ngón kế út đặt ở chữ L. Và ngón út thì để ở chấm phẩy. Đó chính là cách chúng ta để tay ở hàm phím cơ sở, và đó cũng là cách gõ hàm cơ sở.